Công Kim Liên thay lời cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục. Mời bố vợ uống rượu bất thành, chú rể tung cước đạp tan tháp rượu, ném vợ cốc ngay trên lễ đường. Hình ảnh chú rể đập tan ly rượu còn đạp đổ tháp rượu ngay trên lễ đường khiến cư dân mạng vô cùng choáng váng. Đám cưới là sự kiện trọng đại của một đời người, ai cũng mong muốn đó là ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất trong đời. Thế nhưng cũng không tránh khỏi những tình huống bi hài diễn ra bất ngờ mà người trong cuộc cũng không thể nào trở tay kịp. Mới đây, một hình ảnh vô cùng bất ngờ và phản cảm ngay trên lễ đường đám cưới đã được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Đó là hành động đập tan ly rượu và đạp tung tháp rượu của chú rể ngay trên lễ đường chỉ vì mời rượu và bị bố vợ từ chối. Clip sau khi được đăng tải đã được chia sẻ khắp mạng xã hội với lượt like khủng. Nhiều người vô cùng choáng váng vì đây có thể nói là trường hợp hiếm gặp. Có khúc mắc gì thì trong thời khắc ấy người ta sẽ nhẫn nhịn để về nhà đóng cửa bảo nhau. Nhưng không, ông bố vợ cũng không hành động như vậy và anh con rể thì càng sốc nổi, khiến đám cưới trở thành ngày buồn khổ nhất của cô dâu. Sau hành động này có lẽ mọi người cũng sẽ ra về và đám cưới sẽ chẳng còn được diễn ra nữa. Cô dâu chỉ biết ôm chầm lấy chồng để ngăn cản nhưng anh này có vẻ vẫn hung hăng. Theo như clip chia sẻ thì anh con rể này mời rượu bố vợ nhưng ông không nhận. Sau đó anh này đã có thái độ tức giận, hất đổ ly rượu. Tiếp đó anh ta ném tan chiếc ly về phía khách ngồi hàng đầu và đạp tan cả tháp rượu khiến quan viên hai họ vô cùng hoảng loạn. Nhiều người phải giơ tay đỡ đạn. Hình ảnh này đã lan truyền và nhiều người có bình luận vô cùng bất bình. Trước là phê bình cách hành xử của bố vợ, sau này lên án thái độ trẻ con của anh con rể. Không thể tin nổi hành động của anh con rể. Nếu đã làm như vậy ngay trong ngày cưới thì sau này anh ta sẽ là một người chồng vũ phu, không thể nào tiếp tục cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được. Đã có vết nứt lớn như vậy thì làm sao có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ đây? Hai bên gia đình biết đối diện với nhau thế nào sau tất cả những chuyện xảy ra được cả trăm quan khách chứng kiến? Bố vợ cũng hơi quá khi không nhận rượu từ con rể vì dù sao thì bây giờ chỉ có con gái ông là người thiệt thòi hơn cả mà thôi. Có chuyện gì thì gia đình bảo nhau sau lễ cưới, ai cũng cố chấp để cô dâu phải khổ. Còn rất nhiều ý kiến bình luận đầy uất ức thay cho cô dâu sau khi clip được đăng tải. Đúng là không ai có thể ngờ ngày vui trọng đại lại là ngày đau khổ của cô gái. Sau chuyện này không biết cuộc hôn nhân này sẽ có kết cục thế nào, cô gái sẽ sống thế nào bên người chồng có cách hành xử thiếu hiểu biết như vậy. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thiết nghĩ ngày trọng đại của đời mình thì mỗi người nên nhịn một chút, đừng vì chút tự tôn, sĩ diện của bản thân mà biến đám cưới trở thành nỗi ám ảnh của người khác và nhất là của cô dâu.